Thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng đơn hàng cuối năm. Đơn hàng nhiều, tăng trưởng tốt, ngành hàng dự báo sẽ về đích thành công, đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 20% cho năm 2024. Với cái tình hình đơn hàng hiện nay và với cái tâm thế các cái doanh nghiệp đang cố gắng cũng như người lao động sau những cái biến cố khó khăn thì ý thức của họ cũng tốt hơn lên rất là nhiều. Thì năm 24 trong những cái giai đoạn cuối này tôi nghĩ là cái chỉ tiêu của ngành không những đạt được mà còn vượt có thể là trên 10 tới 20%. Để cho ngành gỗ nó khởi sắc hơn thì ưu tiên là các nhà máy làm thế nào vào được những khu cụm công nghiệp chuyên ngành. Ở nơi đó, các nhà máy sẽ đầu tư thiết bị, xây dựng nhà máy đó tương đối nó hoàn chỉnh, bảo đảm được cái việc tuân thủ về phòng cháy chữa cháy, về môi trường. Đồng thời là trong cùng một khu cụm thì xây dựng được cái chuỗi hợp tác trong nhà máy. Lãnh đạo của tỉnh Bình Dương đã cùng sát cánh với cộng đồng doanh nghiệp để có những cái chính sách thượng tầng thông thoáng cho doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là các sở ban ngành cũng đang đồng hành với các doanh nghiệp để tháo gỡ tất cả các khó khăn, khơi thông những cái dòng mà vốn cũng như những cái chưa thuận lợi cho doanh nghiệp. Sau đó là đến nỗ lực của doanh nghiệp chúng tôi là cùng nhau để tìm ra cái hướng đi riêng cho mình để đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng. Đơn hàng thì cơ bản là đã ổn định lại. Đối với các doanh nghiệp lớn, còn đối với doanh nghiệp vừa thì họ cũng đang phát triển cho những cái năm 2025, cho những năm kế tiếp.